Mùa hoa giả quỳ. Từ giờ cô sẽ nằm đây dưỡng bệnh nhé. Mong sức khỏe của cô sẽ có những kết quả khả quan ở đây. Vâng, cảm ơn chị. Không khí ở nơi đây thật dễ chịu. Mẹ biết là con sẽ thích những nơi vắng vẻ yên tĩnh như thế này mà. Yêu mẹ nhất trên đời, con gái của mẹ sẽ mau khỏe lại thôi. Chào anh, tôi tên Như. Từ giờ chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. Vâng, chào cô, tôi tên là Dương. Này anh Dương, tôi đã nằm đây được 2 tuần rồi đấy. Tại sao anh vẫn chưa thèm nói chuyện với tôi vậy? Tại sao tôi phải nói chuyện với cô? Anh đang làm gì thế? Ồ, ngạc nhiên đấy nhé. Anh biết vẽ hả? Cô, con gái gì mà vô duyên? Ai cho phép cô ra đây? Anh không thích tôi ra đó thì thôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Chà, khí hậu ở nơi đây thật là thích. Ôi, sao tự dưng mình thấy chóng mặt quá. Tuy tiên liệu của bệnh khá xấu, nhưng không phải là không có dấu hiệu tích cực. Bà cứ động viên con gái. Điều quan trọng nhất là cô ấy phải luôn giữ được tinh thần lạc quan. Cô ấy vốn là một cô gái rất hồn nhiên và vui vẻ mà. Chúng ta phải luôn cố gắng hết sức mình. Sao anh lại nhìn tôi thế? Anh biết tôi không còn ở đây lâu nữa, nên mới chiếu cố nhìn một cái có đúng không? Vậy tôi không nhìn nữa. Cô nằm nghỉ đi. Hình như tôi không sống được bao lâu nữa. Cô đừng nói nhảm. Bác sĩ dặn nếu cô giữ được tinh thần lạc quan thì bệnh sẽ khỏi thôi. Cô Như, có người bí mật tặng cô bó hoa này đi. Tặng tôi? Mà hoa này là hoa gì vậy? Giống hoa cúc quá, mà hình như không phải hoa cúc. Đây là hoa giả quỳ. Ở đồng bằng có thể không thấy, chứ vùng núi này rất là nhiều. Tháng 10 đến rồi, lại một mùa hoa giả quỳ nở rộ. Đẹp quá, ở đây có loại hoa đẹp thế này sao? Mùi hoa thật lạ. Để tôi xem nào. Chà, anh chàng này cũng khá thật, tặng hoa đúng mùa ghê. Mà tôi đâu có quen ai ở đây nhỉ? Sao họ lại biết mà tặng hoa cho tôi? Cả cái bệnh viện lớn này chắc cũng có một tên khùng nào đó để ý cô rồi. Hoa giả quỳ này không phải mua đâu, cô cứ chạy lên đồi ấy, cả một thảm hoa vàng bạc ngàn luôn. Vậy sao? Trời, thích quá. Tôi phải khỏe nhanh để còn đi ngắm thảm hoa giả quỳ như anh nói. Bác sĩ nói những ngày này tình hình của con tốt hơn nhiều rồi. Ngày nào cũng có người tặng con những bó hoa giả quỳ vàng tươi như nắng kia, con rất vui mẹ à. Con nhận ra con cần phải dốc hết sức chiến đấu để tiếp tục được ngắm chúng mỗi ngày. Anh Dương. Anh Dương. Cảm ơn Như, vì sự xuất hiện của cô đã khiến tôi cảm thấy cuộc đời thật đáng sống. Tôi sẽ điều trị ở một nơi khác, nhưng sẽ sớm về thăm cô, tặng cô món quà. Dù trận chiến này có gian khổ thế nào, chúng ta cũng đều là những chiến binh dũng cảm. Nhớ khỏe lại mau để đi ngắm hoa giả quỳ trên đồi cao nhé. Cô gái hồn nhiên và vui vẻ. Cảm ơn anh. Bác đánh cá và chú cá con.
Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Tôi bị làm sao thế này? Bạn đã bị mắc lưới rồi các con ơi. Chỉ ít phút nữa thôi, bạn sẽ bị kéo lên thuyền và trở thành thức ăn cho con người. Trời ơi, tôi bé tí như thế này thì ai thèm bắt tôi làm thịt cơ chứ? Tôi sẽ xin với bác đánh cá thả tôi trở lại. Tôi e rằng bạn có văn xin mấy thì cũng vô ích. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ tôi sẽ chết thê thảm thế này sao? Thôi được, để tôi thử dùng đôi cặn sắc nhọn của mình cắt xem có đứt được lưới không. Không, không kịp nữa rồi. Mình thật chả may mắn chút nào cả. Cứ ngỡ được một mẻ lưới tốt đẹp, ngờ đâu chỉ có đúng một con cá nhãi nhép. Đúng vậy đấy bác trai, tôi bé nhỏ như thế này thật chả có mấy, chỉ độc có xương, ăn cũng không ngon lành gì. Mong bác thương tình thả tôi ra, tôi xin đội ơn bác suốt đời. Lần đầu tiên ta thấy một con cá mò mép như ngươi đấy. Đúng là ngươi có bé thật, mà ngươi ra chợ bán kiểu gì cũng thu được vài đồng bạc lẻ, dù sao cũng có còn hơn không. Nguy thật, mình phải nghĩ cách để dụ lão ta thả mình ra mới được. Bác trai ơi, bác trai ơi. Sao, có chuyện gì nữa đây? Tôi khuyên bác thật lòng, hãy khoan đem bán tôi lúc này. Chắc chắn lời lãi không được bao nhiêu đâu, có khi lại chẳng có ai mua ấy chứ. Bác hãy thử tưởng tượng xem, một thời gian nữa khi tôi lớn lên rồi, lúc đấy bác bắt lại tôi, trên tay bác sẽ là một chú cá to tròn béo mập, chẳng phải sẽ thu về được nhiều tiền hơn sao? Con cá này nói cũng có lý đấy chứ. Một đằng mình chỉ thu được vài đồng lẻ, còn một đằng là rất nhiều tiền. Bác thử nghĩ mà xem, có nhiều tiền bạc sẽ tha hồ sắm sữa, chả sướng hơn sao? Này nha, nếu bác dùng số tiền đó mua một con gà mái, nó sẽ đẻ ra cho bác rất nhiều trứng. Số trứng đó được gà mẹ ấp nở ra một đàn gà con. Vậy đấy, với đàn gà đó bác sẽ bán được rất nhiều tiền, thu được rất nhiều trứng. Bác vừa có cái ăn, vừa có của để dành, chẳng phải trích tuyệt hay sao? Để có được cuộc sống trong mơ đó, bác chỉ cần bỏ ra chút thời gian để đợi tôi lớn hơn một chút nữa mà thôi. Người nói cũng có lý. Được rồi, ta đồng ý thả ngươi trở lại sông. Hy vọng rằng lần tới ta gặp ngươi sẽ to hơn gấp nhiều lần bây giờ. Chắc chắn rồi bác trai, tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, sẽ cố gắng lớn lên thật nhanh để không phụ lòng mong đợi của bác. Thật tuyệt vời, mình đã được trở lại với dòng sông. Đã đến lúc dạy cho lão đánh cá kia một bài học. Này bác trai ngốc nghếch, chỉ có người khờ khạo mới chờ lợi to, bỏ qua lợi nhỏ mà thôi. Nhà ngươi, con cá láo xược. Mà khi bác đã thả tôi ra, sẽ không đời nào bắt lại được tôi đâu. Bác cứ ở đấy mà ôm giấc mơ với con gà mái nha. Ngươi chỉ có thể lừa ta một lần, để xem mẹ lưới thần thánh này ngươi còn có thể thoát khỏi tay ta. Một cái nhãi nhép láo xược. Con cá còn chết tiệt, rồi sẽ có ngày ta bắt lại được ngươi. Hãy chờ đấy, chờ đấy. À, trời, cậu đã thoát khỏi ông lão đánh cá rồi sao? Đúng vậy. Cậu đã làm thế nào mà thoát được thần kỳ thế? Chẳng mất chút sức lực nào. Gì vậy, cậu không đùa tôi đấy chứ? Đùa là đùa thế nào? Tôi rất may đã gặp được một ông lão đánh cá ngu ngốc, tham lợi lớn viển vông mà bỏ qua cái lợi trước mắt mà thôi. Lòng tin quý hơn tiền bạc. Chuyện kể rằng, tại Ả Rập Xê Út,
Bukhari là một học giả được rất nhiều người kính trọng. Một ngày, ông nảy ý định muốn ngao du thiên hạ, nên đã lên đường ra biển lớn. Chàng trai trẻ, cậu sao vậy? Tôi có thể giúp gì cho cậu được không? Tôi là Kati, vốn đi làm thuê ở xa, sau 3 năm mới dành được chút tiền để về thăm nhà. Nhưng không ngờ lúc lên tàu, tôi phát hiện tiền mình mang theo đã không cánh mà bay. Tôi không biết bị rơi ở đâu. Đó là toàn bộ số tiền tôi kiếm được trong mấy năm qua. Tôi biết ăn nói với gia đình thế nào đây? Đó còn là tiền tôi dành dụm để giúp vợ nuôi con nhỏ. Bây giờ không biết cô ấy và con trai tôi sẽ sống bằng gì nữa. Đừng buồn anh bạn. Thấy anh thật thà và là một người cha, người chồng có trách nhiệm, tôi thấy rất thương. Chi bằng chúng ta làm bạn với nhau. Tôi mang theo rất nhiều tiền, dù sao cuộc sống của tôi cũng không quá chật vật. Khi nào lên bờ, tôi sẽ cho anh một chút để mang về mua đồ cho cháu bé. Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài thật tốt bụng. Ông ta nói mình có rất nhiều tiền. Ồ, để xem nào. Trời, quả đúng là nhiều tiền thật. Trên tàu này chắc hẳn ông ấy là người giàu có nhất. Chỗ đó chí ít cũng phải 100 đồng tiền vàng. Ôi, trộm, có trộm. Có chuyện gì vậy? Làm ơn giúp tôi với. Tôi có túi tiền to đựng khoảng 100 đồng tiền vàng mà bây giờ bị mất rồi. Anh yên tâm đi. Nhưng anh cố nhớ lại đi. Anh mất tiền ở đất liền hay lên tàu mới mất? Ban nãy khi lên tàu rồi, tôi vẫn còn bỏ tiền lên để đếm lại, nên tôi chắc chắn tôi vừa mới mất ở trên tàu. Cứ khám xét hành lý của mọi người là sẽ ra mà thôi. Đúng vậy, cứ khám tất cả là sẽ rõ. Tôi cũng cho rằng mình nên khám hành lý của tất cả mọi người. Nếu không phiền, tôi xin phép mọi người cho người đi tìm trong hành lý và giường của mọi người. Đã kiểm tra hành lý của tất cả mọi người rồi, nhưng không tìm thấy số tiền khả nghi đó ở đâu thưa ông. Không thể có chuyện đó được. Chẳng lẽ hắn đã nhảy xuống biển rồi ư? Duy chỉ có ngài Bukhari là tôi chưa xét, nhưng không thể nào là ông ấy. Từ xưa đến nay, ông ấy nổi tiếng là người trung thực, chính trực. Ông ấy sẽ không làm chuyện mất mặt ấy đâu. Không đâu, tôi cũng bình đẳng như mọi người. Cứ khám xét hành lý của tôi cho mọi thứ được rõ ràng. Phen này 100 đồng vàng của lão ta sẽ về tay mình cả. Cũng không có thưa ngài. Cái gì? Sao lại không có chứ? Rõ ràng hôm qua lão ta đã mở hành lý ra, mình thấy trong túi đầy tiền vàng cơ mà. Tôi đã kiểm tra hành lý của tất cả mọi người, nhưng đều không có. Tôi sẽ báo quan. Khi chúng ta cập bến cảng phía bên kia bờ, tôi không thể dung túng cho hành động trộm cướp đó được. Thưa ngài, tôi... Kati, anh có chuyện gì muốn nói với tôi ư? Tôi là một kẻ tội đồ. Tôi đã phụ lòng tin ở ngài. Tôi xin lỗi vì đã nghĩ ra câu chuyện hoang đường đó. Tôi rất xấu hổ. Lúc nghe anh hô hào nói mình mất 100 đồng tiền vàng là tôi đã hiểu ra vấn đề rồi. Tôi xin lỗi, tôi là kẻ có tội. Chỉ vì lòng tham lớn mà tôi đã nảy ra ý định chiếm đoạt số của cải của ngài. Nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã nhận lỗi với ngài. Xin ngài thứ lỗi cho kẻ tội đồ này. Tôi nghĩ người mà anh nên xin lỗi là người chủ tàu và tất cả mọi người. Tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi có một thắc mắc. Ngài đã giấu 100 đồng tiền vàng ở đâu mà lại có thể qua mắt được tất cả mọi người như thế? Tôi đã ném hết toàn bộ 100 đồng vàng xuống biển rồi. Trời, sao lại như vậy chứ? Vì trong đời tôi chỉ thực sự có hai tài sản lớn nhất mà thôi. Đó là sự trung thực của bản thân, và thứ hai là lòng tin của mọi người. Tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng lòng tin thì rất khó. Nếu mọi người tìm thấy số tiền đó của tôi, và tôi khẳng định đó là tiền của mình,
một số người có thể sẽ tin, nhưng cũng sẽ có vài người bắt đầu nghi ngờ sự trung thực của tôi. Tôi xin lỗi, tôi là kẻ có tội. Không ngờ ngài lại là người coi trọng lòng tin đến vậy. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Cathy à, tiền bạc không phải là tất cả, mà ngược lại, sự trung thực và được người khác tín nhiệm với tôi còn có ý nghĩa hơn rất nhiều. Dù sao chuyện cũng qua rồi, tôi không trách anh. Chỉ cần sau này anh sửa đổi, đừng để lòng tham dẫn lối như vậy nữa. Cảm ơn ngài. Ngài thật là cao thượng. Vật nặng trên cánh cửa. Sao muộn rồi, ông vẫn còn chưa ngủ? Phải chăng ông lại buồn phiền chuyện gì sao? Ta đang có vài chuyện còn lấn cấn trong lòng, trong đầu còn bận nhiều ưu tư nên không ngủ được. Bà cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Một võ sư, một bậc thầy kiếm pháp như ông cũng có lúc phiền muộn trong lòng ư? Có chuyện gì ông cứ chia sẻ với tôi. Nếu tôi không giúp được thì ông cũng có một người để trút bầu tâm sự. Chẳng lẽ đến cả tôi ông cũng không thể kể được hay sao? Tôi với bà có ba cậu con trai, mỗi đứa một tính cách. Võ đường này và những đường kiếm pháp bí truyền phải truyền lại cho chúng. Ta muốn biết các con mình là những người cẩn trọng ra sao, có năng lực đối phó với những thử thách trong cuộc sống như thế nào. Ông quá là người lo nghĩ chu toàn. Chúng ta cũng đến tuổi về già, phải lui vào trong cho lũ trẻ kế thừa võ đường này. Nếu biết điểm mạnh, điểm yếu của từng đứa thì sẽ dạy bảo chúng được tốt hơn. Ý tôi cũng là vậy. Mình không thể theo sau chúng mãi được. Giờ chúng đã trưởng thành rồi, biết điểm yếu của từng đứa ở đâu để chúng tự sửa sai. Mình uống nắng cho chúng được chút nào hay chút ấy bà ạ. À, vậy tại sao ông lại không đưa ra cho chúng một thử thách đặc biệt? Điều đó sẽ khiến ông nhìn ra năng lực và cách ứng biến của từng đứa. Thử thách đặc biệt ư? Đúng rồi, tại sao tôi chưa từng nghĩ đến nhỉ? Thử thách này sẽ giúp ta nhìn ra điểm mạnh cũng như nhược điểm của từng đứa, để giúp chúng có thể nhìn lại mà tự soi xét bản thân mình. Tuy nhiên, không thể để đứa nào biết trước được. Cho gọi cậu cả Hikoshiro, cậu hai Hikogoro và cậu út Hikoruku đến cho ta. Ngươi hãy bảo lần lượt từng người đến và nói rằng cha chúng có điều cần muốn nói. Vâng, thưa ông chủ, con đi ngay đây ạ. Cha có nói với ông là có chuyện gì không? Sao sáng nay cháu mới ở võ đường mà không thấy cha nói gì cả? Xưa nay ông chủ vốn là người cẩn trọng, những việc thế này tôi không rõ thưa cậu chủ. Chà, lạ thật đấy, chắc có chuyện gì quan trọng rồi nên cha mới gọi cháu về gấp thế này. Ôi, ông hãy cẩn thận, trời mới mưa, đường còn trơn trượt đấy. Người già không cẩn thận để bị thương thì khó lành hơn nhiều so với bọn cháu. Dạ, cảm ơn cậu chủ. Người trong một nhà cả, ông cứ khách khí với tụi cháu quá. Cậu cả Hikoshiro đúng là người có tính cách hòa nhã dễ chịu. Xưa nay ai gặp cậu ấy cũng đều yêu mến cả. Đến người ở như mình, cậu ấy cũng đều kính trọng và cư xử phải phép lễ độ. Cậu cứ vào đi, ông chủ đang đợi cậu trong đó. Tôi xin phép đi trước ạ. Cánh cửa này bị kẹt rồi sao? Hôm nay nó lại nặng thế này. Ồ, thì ra là do vật nặng này đè lên. May quá, nếu mình không chú ý, suýt chút nữa nó đã rơi vào người mình rồi. Ai lại đặt nó ở đây thế nhỉ? Nếu ai đó đi ngang qua đây không biết, có phải là bị thương rồi không? Thưa cha, có một vật nặng trên cánh cửa khép hờ, để ở đó rất nguy hiểm. Ngay chỗ ra vào như thế,
Cha đã biết điều đó rồi. Con hãy để vật đó lại chỗ cũ và ngồi đây uống trà với ta. Nhưng để làm gì thưa cha? Ngộ nhỡ ai không biết có thể gặp tai họa. Để con đem cất vật nặng này vào trong. Cứ làm như lời ta bảo, lát nữa con sẽ hiểu được ngụ ý của ta. Dưng, thưa cha, sao tự dưng cha lại bảo mình làm thế nhỉ? Thật là khó hiểu quá. Hikogoro, cậu giỏi thật đấy. Quả thật hổ phụ sinh hổ tử, cậu thật xứng đáng là con trai của bậc thầy kiếm pháp Bokuden. Thần thủ của cậu ấy thật không chê được, nhanh nhẹn lại hoạt bát đáng gờm. Thưa cậu hai, ông chủ nói có việc gấp cần gặp cậu. Ngay bây giờ sao? Ông không thấy ta đang luyện kiếm ư? Có thể để lúc khác rồi ta tới không? Ông chủ nói nhất định cậu phải tới luôn bây giờ. Xin cậu đi theo tôi, nếu không ông chủ sẽ giận đấy cậu ạ. Được rồi, chúng ta đi. Vừa nãy ở võ đường thì cha không bảo gì, đang lúc bận việc thì lại tìm tới, phiền quá. Dạ, ông chủ chờ cậu ở trong ạ. Sao hôm nay cánh cửa phòng của cha lại khép hờ? Không giống như ngày thường, mỗi khi cha hay đóng kín cửa để tĩnh tâm luyện tập cơ mà nhỉ. Cái cửa này làm sao mà nặng thế chứ? Ôi, vật gì thế kia? Hikogoro, em đến rồi ư? Thân thủ của em thật nhanh nhẹn và hoạt bát. Chỉ nhìn cách em khéo léo đỡ được vật từ trên rơi xuống là thấy dạo này em rất tiến bộ đấy. Cảm ơn anh. Anh cả cũng ở đây ư? Thưa cha, nhưng sao cha lại để vật nặng này trên cánh cửa? Nếu con không nhanh tay thì nó đã rơi dở mất rồi. Thằng bé có phản ứng thật mau lẹ, cũng được gọi là một ưu điểm của nó. Được rồi, con hãy để lại vật nặng của ta ở vị trí ban đầu rồi cùng ta vào uống trà đi. Nhưng mà thưa cha, sao lại để vật nặng trên cao thế này? Nhỡ mà rơi trúng người khác. Con đừng nói gì cả, hãy làm theo lời ta bảo, lát nữa ta sẽ giải đáp thắc mắc cho các con. Sao hôm nay cha lạ thế nhỉ? Hình như chú Út Hikoroku đến rồi đó thưa cha. Hikoroku là người có tính cách bốc đồng nhất trong ba đứa. Song thằng bé luôn là người vui vẻ, dễ gần và được người khác yêu mến. Ta dành rất nhiều tình cảm cho người con út này, song cũng hết sức lo lắng cho nó. Sao cái cửa này nặng thế chứ? Thật là phiền toái. Hỏng lúc nào không hỏng, lại đúng lúc này chứ. Ta sẽ cho mày biết tay. Ôi! Khá lắm, chẳng uổng công ta đã dành bao tâm huyết để rèn giũa các con. Về các đường kiếm pháp, ta thực không có gì để phàn nàn về các con cả. Các con xứng đáng là con trai của bậc thầy kiếm pháp Bokuden ta. Tuy nhiên, hôm nay ta gọi các con đến là muốn kể cho các con nghe một chuyện. Thưa cha, có chuyện gì vậy ạ? Chuyện gì mà cha lại cho gọi ba đứa con đến gấp thế ạ? Chắc chắn là có liên quan đến vật nặng mà cha cố ý để trên cánh cửa kia đúng không ạ? Đúng vậy. Các con hãy nghe hết câu chuyện này đã. Đây chính là câu chuyện của bản thân ta từ nhiều năm về trước. Hồi đó, Bokuden ta có một cậu học trò rất nhanh nhẹn cả về tư duy lẫn hành động, và thường là người chiến thắng trong các cuộc thi. Tên cậu ấy là Hiro. Hiro, cậu thật sự giỏi quá. Những đường kiếm của cậu ấy gọn ghẽ nhưng đầy quy lực. Đúng vậy, chẳng ai trong chúng ta có thể đánh thắng được cậu ấy. Bảo sao thầy luôn khen ngợi và dành nhiều tình cảm yêu quý cho cậu ấy. Một hôm, khi đang đi trên đường, cậu học trò của ta đã nhìn thấy một con ngựa đang có dấu hiệu bồn chồn. Đó là một con ngựa hoang ở bên ven đường, không thấy chủ của nó đâu cả. Không biết ngựa của ai, hình như nó đang bồn chồn chuyện gì đó. Trông nó hình như không phải bị thương. Nó hung dữ lắm, đừng lại gần. Nó có thể tấn công lại chúng ta đấy. Không khéo lại gặp họa mất thôi. Con ngựa bị làm sao thế nhỉ? Trông nó có vẻ gì đó rất đáng sợ. Thử lại gần nó xem sao. Ngựa, mày sao thế?
Có chuyện gì xảy ra với mày ư? Giỏi lắm cậu bé, thân thủ của cậu thật nhanh nhẹn. Chỉ trong tích tắc, cậu ấy đã né được cú đá hiểm của con ngựa hung dữ ấy. Phải người khác thì cú đá của con ngựa có thể lấy mạng cậu rồi. Cậu giỏi lắm, đúng là người học võ công có khác. Đúng đó, nghe nói cậu ấy là học trò của bậc thầy kiếm pháp Bô Cư Đen. Chắc chắn sau này rất có tiền đồ. Đi đứng không nhìn hay sao? Lấn hết sang đường của người khác rồi. Đứng tránh ra, ta còn có chuyện gấp vào gặp thầy Bô Cư Đen. Có chuyện gì mà sư huynh giỏi vậy? Đệ đâu có lấn đường của sư huynh đâu. Sư huynh phải để ý chứ, xô ngã người khác mà không một lời xin lỗi là sao? Huynh chẳng có phép tắc gì cả, cậy được thầy yêu mến nên không coi ai ra cái gì. Ta đang có việc gấp, đừng có nhiều lời. Nếu không lát nữa ta mách thầy là các ngươi sẽ bị phạt quỳ hết đấy. Hiro, có việc gì gấp mà con muốn thưa với ta? Thưa thầy, con vừa được rất nhiều người khen ở dưới chân núi. Mọi người nói con là người rất có tố chất và học hỏi được nhiều điều từ thầy. Con đã tung người tránh được cú đá rất hiểm từ con ngựa dữ dằn đó. Thầy có tự hào về con không ạ? Con có đáng khen không ạ? Con hãy ra sau nhà gánh cho ta 100 thùng nước, và khi nào nghĩ được sai lầm của mình thì mới được đến gặp ta. Thưa thầy, con không làm gì sai cả, sao thầy lại phạt con chứ? Con thấy mình chẳng có lỗi lầm gì hết để bị phạt nặng như thế. Hãy làm y như lời ta bảo. Sai rành rành ra đó mà còn không nhận ư? Con không phục thưa thầy. Đến bao giờ con nhận ra lỗi lầm của mình thì hãy đến gặp ta. Thưa cha, cha thật không công bằng. Hiro có lỗi gì đâu mà cha lại trách phạt cậu ấy. Đáng lý ra sự nhanh nhẹn của cậu ấy phải được đánh giá cao chứ. Không phải cậu ấy còn mang danh tiếng của cha giang xa hơn ư? Con xin phép được hỏi cha thẳng thắn, tại sao cha lại phạt một người có kỹ năng giỏi như vậy? Có phải cha lo ngại cậu ta sẽ chiếm vị trí của mình không? Một người đàn ông không biết dự đoán nguy hiểm mà chỉ biết phản ứng khi nó đã xảy ra thì không xứng đáng là học trò của ta. Ta trách phạt thế còn nhẹ, nếu không ta đã đuổi cậu bé đi rồi. Nếu là người thông minh, cậu ta sẽ không đến gần con ngựa như vậy, phải không nào? Vậy bà con có hiểu ngụ ý của ta qua vật nặng trên cánh cửa kia không? Ta đã cho các con cùng một thử thách. Cánh cửa có vật nặng tượng trưng như một sự nguy hiểm trong cuộc sống. Rõ ràng các con đã nhận ra rằng nó có gì đó bất thường. Vậy mà chỉ có anh cả của các con là chịu dừng lại, mất chút thời gian để kiểm tra tình hình xung quanh. Còn Hikogoro và Hikoroku cũng nhận ra điều nguy hiểm tương tự, nhưng các con chẳng mãi mãi để ý mà cố tình bước vào không chút phòng bị. Quân tử là phải biết phòng thân. Sự nhanh nhẹn, hoạt bát sôi nổi là những đặc điểm tất yếu ở đa số người trẻ tuổi như hai đứa con. Song, nếu chỉ cậy vào tuổi trẻ và tài năng của mình mà quên đi sự cẩn trọng thì người ta rất dễ đưa mình vào nguy hiểm hoặc khiến bản thân bị thua thiệt, có phải không cha? Qua bài học hôm nay của cha, chúng con đã học được nhiều điều và sẽ sửa đổi để bản thân ngày một tốt hơn. Thử thách hôm nay đã giúp các con nhận ra được nhiều điều, phải không? Cha tin rằng các con sẽ nỗ lực sửa đổi mình ngày một tốt hơn để xứng đáng thay cha cai quản võ đường Bô Cư Đen ta. Vâng, thưa cha.